Trường Giang khẳng định không ai nói nhiều được như Trấn Thành. Trong một diễn biến của chương trình Kỳ Tài Thách Đấu thì xem ai nói nhanh hơn Trấn Thành. Trường Giang khẳng định khỏi thi, cả cái phim trường này ai cũng thua hết. Đội khách tuần này của chương trình Kỳ Tài Thách Đấu không ai khác chính là Ốc Thanh Vân, diễn viên nặng ký Gia Bảo và soái ca cải lương Võ Minh Lâm. Họ sẽ đối đầu cùng đội nhà với các nghệ sĩ chí tài Trường Giang, Hồng Đào và MC Trấn Thành. Với khách mời là các chàng trai lực lưỡng từ nhóm Treatment, Trấn Thành lập tức bày tỏ trò chơi độ cơ bắp. Luôn thiên vị đội nhà, Trấn Thành chấm điểm thắng cho Trường Giang vì vòng ba to hơn, chí tài với cơ mặt sệ hơn. Đến lượt Trấn Thành thì thi ai nói nhiều hơn, Trường Giang khẳng định khỏi thi cả cái phim trường này ai cũng thua hết. Sau màn trình diễn, thử thách của chương trình đặt ra cho Treatment là có thể làm động tác nào khó hơn nữa không? Với thử thách này, quân sư Trường Giang tư vấn cho Ốc Thanh Vân, liền bị Ốc Thanh Vân cãi lại. Trường Giang liền tát vào mặt Ốc Thanh Vân với lý do hay cãi. Chí tài bên vực Ốc Thanh Vân đánh đầu Trường Giang. Cuối cùng, ba người chơi đều cược là có thể làm được. Cuối cùng, nhóm Treatment đã trình diễn màn nâng đỡ với một tổ hợp phức tạp. Tất cả các thành viên tạo thành một khung hình cao lớn khiến khán giả trầm trồ thán phục. Ở một diễn biến khác, trong phần tiểu phẩm Hóa Thân Thành Thú Cưng, Trường Giang được bạn mèo Hồng Đào và chó kiện Trấn Thành đến xin tá túc. Hồng Đào tuy là mèo cưng nhưng bị bà chủ đuổi thẳng ra đường bởi vì người yêu bà chủ sợ lông mèo. Trấn Thành tự nhận mình là chó bóng, bị Hồng Đào Trường Giang chê bai vô dụng, Trấn Thành liền bức xúc, tại sao bò thì có bê, cá thì có cá bóng mà chó không được bóng. Danh hài còn tự nhận mình có biệt tài quyến rũ ăn trộm ngủ cùng, để đời chủ về đập trộm. Vì chủ hắc hủi không cho ăn đúng giờ nên Trấn Thành quyết định đi bụi một tháng. Trấn Thành miêu tả ông chủ chí tài, cha chủ tôi đuổi chó, chả thích chó, mặc y như con chó, hai má xệ có hai nút ruồi. Vì ghét bỏ loài người tham độc ác, ba con vật quyết định gian bẫy trí tài. Nằm trong lưới, chí tài bị lưới bè, biến dạng mặt Trấn Thành chê bai, lông mày như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Hồng Đào than, nhìn mặt này không cần thuốc độc cũng chết. Thậm chí Hồng Đào Trấn Thành còn chửi chí tài ngu. Cả ba Trấn Thành, Hồng Đào và chí tài đều bị trúng độc do ăn gà. Trường Giang liền cho ăn theo lẹt phân chuột để giải độc. Nhận ra chí tài là ông chủ của mình, Trấn Thành cầu xin hai bạn đừng hãm hại ông chủ. Cuối cùng ông chủ chí tài quyết định đưa ba con vật về làm vật nuôi. Trường Giang được nhận lệnh nuôi thỏ thẻ, xin liền chí tài, ông nhận nuôi hết rồi, ông có cho tiền con không? Chí tài khẳng định mọi thứ đều có thể cho, riêng tiền thì không bao giờ. Sau 5 phần chơi, Võ Minh Lâm được rút thăm 2 lần, trong khi Ốc Thanh Vân và Gia Bảo rút 1 lần. Kết quả cả 3 người, mỗi người đem về 5 triệu đồng.